kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình truyền hình trực tiếp Điều Bạn Quan Tâm với chủ đề đau thần kinh tọa không phẫu thuật. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng với phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình của chúng tôi đang được truyền hình trực tiếp trên sóng LA34 và phát thanh trực tiếp trên FM tần số 96.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị khán giả, khi mà thời tiết thay đổi thì tình trạng đau nhức, tê cứng hoặc là nóng rát, khó cử động, di chuyển, khó khăn ở vùng cột sống thắt lưng và hai chân của những người mắc bệnh về xương khớp thì rất là phổ biến. Tình trạng này nếu như mà không được điều trị sớm thì sẽ để lại những di chứng rất là khó lường. Chính vì vậy, việc tìm cho mình phương pháp điều trị hiệu quả mà lại có cái chi phí phù hợp là điều mà rất nhiều người quan tâm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến đây các chuyên gia về lĩnh vực này. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ vật lý trị liệu Lương Ngọc Thọ đến từ phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao đổi với chúng ta về chủ đề này. Thưa quý vị khán giả, chương trình truyền hình trực tiếp Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay chúng tôi vẫn mở tổng đài quen thuộc là 02723833833 để quý vị có thể giao lưu với chương trình. Ngoài ra chúng ta cũng có thể liên hệ về số điện thoại 0906700345 hoặc là 0282236988 để quý vị và bà con có thể trao đổi về chủ đề này. Ngay bây giờ thì hãy nhấc máy lên gọi cho chúng tôi theo số máy 02723833833 hoặc 0906700345 0282236988 để chúng tôi có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị và bà con. Thưa quý khán giả thân mến, quá trình đô thị hóa ngày hôm nay thì không chỉ diễn ra ở những đô thị lớn mà ngay cả những vùng nông thôn thì cũng có sự tác động. Điều kiện sinh hoạt làm việc cũng như là cách ăn uống của chúng ta thường xuyên thay đổi thì cũng dẫn đến nhiều cái bệnh lý, trong đó có bệnh lý về cơ xương khớp. Và đối với những người trẻ tuổi đang trong độ tuổi lao động thì việc thường xuyên phải mang vác nặng cũng như là tranh thủ làm việc bất kể giờ giấc, chúng ta thường ít thời gian nghỉ ngơi hoặc là làm việc sai tư thế thì cũng gây ra những cơn đau lưng bất ngờ hoặc là cảm giác tê mỏi, tê nhức hai chân, nhưng mà chúng ta thường ít quan tâm đến vấn đề này. Đó là có phải là những nguyên nhân gây ra chứng đau thần kinh tọa hay không thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn đến. Tiếp tục chương trình thì xin được mời các vị diễn giả cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự minh họa được chúng tôi thực hiện tại phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời tất cả quý vị. Theo ghi nhận của chúng tôi tại một phòng khám chuyên điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu các bệnh về cơ xương khớp, cột sống lưng, cột sống cổ, thoát vị địa điểm, thần kinh tọa thì tỷ lệ đau thần kinh tọa thường chiếm khoảng 50% bệnh nhân đến khám và chữa trị. Nhiều người cũng nghĩ rằng đây là căn bệnh của người già. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, số bệnh nhân mắc bệnh đau thần kinh tọa thường rất trẻ, đa số từ 40 đến 50 tuổi, cũng có trường hợp trên 20 tuổi. Nhiều bệnh nhân khi đến phòng khám này do bị đau lưng nhiều hoặc chân đau đi đứng khó khăn. Chị Lê Thị Linh, nhà ở tận đất mũi Cà Mau. Cuộc sống của gia đình chị sống bằng nghề nuôi tôm. Dù là phụ nữ, nhưng một mình chị phải đảm nhận một vuông tôm rộng 1 hecta. Mỗi con nước, chị phải tự gánh gồng công việc tháo mở cống rất nặng nhọc. Cũng có thể nhiều năm chị phải làm công việc nặng nhọc mà chị mắc bệnh đau lưng. Năm nay, chị Linh mới bước sang tuổi 50. Lúc đầu cũng đau âm ỉ nên chị không quan tâm. Gần đây chị bị đau lưng nhiều hơn nên không lướt qua được và chữa trị nhiều bệnh viện nhưng đau vẫn không thuyên giảm. Em đau lưng với nhức hai cái giò. Người lên đây bác sĩ khám là đi chụp hình là bác sĩ Ngọc khám là bị thoái hóa cột sống với lồi địa điểm với chuẩn bị qua thần kinh tọa. Em chỉ thứ tư từng gọi, thứ tư tuần này mới được một tuần. Đau thần kinh tọa không phải là một căn bệnh gây chết người, nhưng với vai trò quan trọng chi phối một hoạt động cử chỉ của đôi chân trên cơ thể của con người, nên khi dây thần kinh tọa bị tổn thương, hay nói cách khác, người bị bệnh đau dây thần kinh tọa sẽ rất nguy hiểm tới sức khỏe và cuộc sống. Anh Quỳnh Giang Sái, quê ở Ba Tri, Bến Tre, lúc nào cũng bận rộn với mưu sinh trên biển cả. Công việc đánh bắt cá nặng nhọc, làm việc suốt ngày không được nghỉ ngơi. Thời gian ủ bệnh, anh không quan tâm. Đến khi đôi chân đau nhức, đi đứng khó khăn, anh phải đến bệnh viện. Là chụp là MRI là nói em là bị thoái hóa cột sống. Thì em mới đi lên, thì em trị không hết.
em mới lên bệnh viện này. Bệnh viện này là bác sĩ nói là em là bị thoái hóa cột sống với thoát ly niệm 4 mức. Em mà trị bữa nay nữa là đúng 15 ngày. Là em thấy nó cũng giảm là 50%. Thần kinh tọa, cái giò nè, hai cái giò nè. À, hôm trước đi không được, bữa nay lên đây bác sĩ làm, bữa nay khỏe 50. Đa số bệnh nhân đau thần kinh tọa khi đến phòng khám thường không thể điều khiển, bất tiện trong sinh hoạt và quá trình lao động hàng ngày, ảnh hưởng tới sự vận động, đặc biệt là các động tác cúi, ngửa, nghiêng hoặc xoay người. Ông Nguyễn Quy Mười, tỉnh Gia Lai, đang điều trị đợt 2 bằng phương pháp vật lý trị liệu. Mỗi đợt ông điều trị 5 ngày. Qua 2 đợt điều trị, bệnh đau thần kinh tọa của ông giảm đau tới 70-80%. Theo chiều hướng điều trị như hiện nay, ông hy vọng là sẽ hết bệnh đau thần kinh tọa mà không phải phẫu thuật. Vì là tôi bị bệnh thì thực sự là nó bị nặng lắm. Khi chụp chiếu phim thì là vừa thoát vị rất đệm, lồi rất đệm, rồi đau kéo rút dưới chân, rất là đau. Thế rồi là gãy hai cái dây chằng á, và nó gãy. Rồi mất nước đốt sống. Thì qua cái đợt trước xuống làm là 12 ngày thì nó đỡ rất là nhiều. Tôi về tôi nghỉ. Thì tôi mới xuống hôm nay là 5 ngày. Nói chung là về chân của tôi thì nó xuống 3 ngày thì nó khỏi rồi. Còn nó đang điều trị về cột sống, chủ yếu là bên cột sống. Thì đến nay thì cũng được 70-80% này. Dạ thưa bác sĩ Ngọc, bác sĩ Thọ, qua cái đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy rằng đa số những cái người mà mắc thần kinh tọa thì đều xảy ra những ấn người làm việc rất là nặng nhọc và không có cái thời gian nghỉ ngơi. Thì không biết là chị Ngọc có cái ý kiến gì thêm về vấn đề này, cũng như là chia sẻ cái thực trạng về cái bệnh đau thần kinh tọa hiện nay ở nước ta như thế nào ạ? Dạ, cảm ơn câu hỏi của MC và tôi cũng xin kính chào quý vị khán giả xem đài. Thì hôm nay chúng ta nói về cái bệnh lý là mình đau thần kinh tọa. Nhưng mà đau thần kinh tọa thì theo tôi được biết thì khi mà một bệnh nhân mà đã có đi khi tới với tôi khám, tôi hỏi là anh đau sao, chị đau làm sao, người ta nói là tôi đau thần kinh tọa. Hỏi ủa sao mà mình biết mình đau thần kinh tọa, mình đã khám ở đâu chưa? Thì bệnh nhân mới nói là tôi đau từ lưng tôi lan xuống mông xuống chân luôn. Tôi nghĩ đau vậy là đau thần kinh tọa. Đó là cũng một cái hiểu đúng của cái người dân. Cho nên là hôm nay với cái chủ đề hôm nay thì tôi sẽ trình bày rõ cho cái quý vị khán giả xem đài biết là thần kinh tọa là gì. Và nguyên nhân tại sao mình đau thần kinh tọa và cái biểu hiện như thế nào để mình biết được mình đau như vậy là mình đau thần kinh tọa, thì mình có cái hướng xử trí. Và thần kinh tọa là gì? Thần kinh tọa là một cái dây thần kinh lớn nhất và dài nhất trong cơ thể của chúng ta. Dây thần kinh nó đi từ cột sống thắt lưng, từ đoạn L23, nó đi lan xuống thắt lưng, nó lan ra hai bên mông, xuống mặt sau đùi, xuống cẳng chân và bàn chân. Khi mà chúng ta mà đau thần kinh tọa là nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Nguyên nhân là do là như thoát vị đĩa đệm chẳng hạn, hoặc là mình do mình bị gai cột sống mà gai một ở phía sau nó chèn ép vào cái đường đi của dây thần kinh tọa, hoặc là mình bị trượt đốt sống, hoặc là chúng ta bị chấn thương cột sống, hoặc là chúng ta bị loãng xương, nó làm cho mình bị xẹp cái đốt sống. Cái xẹp đốt sống cái nó bị phình ra, nó chèn ép vào cái đường đi của cái dây thần kinh tọa, thì làm cho người bệnh có cái triệu chứng. Nó biểu hiện như là cái triệu chứng của người ta ban đầu là người ta chỉ đau lưng thôi. Nếu mà ở cái giai đoạn đầu, nếu mà đã bị những cái bệnh lý tôi nói rồi, ở cái giai đoạn đầu thì có lúc thì người ta đau dữ dội, có lúc thì người ta đau không giống như một người bình thường, hoàn toàn bình thường vậy đó. Nhiều người người ta nói là tôi bệnh giống như bệnh da đỏ. Đó là giai đoạn 1. Giai đoạn thứ hai thì không có phải là lúc đau lúc không nữa đâu, mà giai đoạn thứ hai thì hầu như là đau liên tục. Lúc nào cũng đau, nằm cũng đau, ngồi cũng đau, đứng cũng đau, là giai đoạn thứ hai. Tới cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn đau lan tỏa. Lan tỏa là người bệnh đau từ lưng lan xuống mông, xuống đùi, xuống chân, xuống cẳng chân và bàn chân, là đau thôi, là đau đau từ lưng mà xuống chân luôn, chứ không phải ở khu trú ở một nơi nữa. Tới giai đoạn thứ ba thứ tư là giai đoạn nặng rồi. Giai đoạn thứ tư là lúc đó người bệnh không còn cái cảm giác đau, mà lúc đó là tê cứng,
tê cứng từ lưng xuống hai cái chân luôn. Có nhiều lúc á là tê đến nỗi mà người ta cảm giác như là người ta nóng rát á, nóng rát giống như là xác ớt. Xác ớt ở vùng lưng, hoặc là nó ở một khi mà nóng rát thì nó khu trú, chứ nó không có giống như là nóng rát từ lưng mà xuống cái chân mình thì nó không có biểu hiện đó. Mà có một số người thì nóng rát ở vùng mông, có người số người nóng rát ở vùng lưng, có người thì nóng rát ở vùng đùi hoặc là bắp chân, nhưng mà hay bị nhất là bắp chân và cái bàn chân, là cái vùng đó nó hay nóng rát dữ dội lắm. Người ta nói là giống như là tôi bị phỏng lửa vậy đó, nhưng mà thực sự là do sợi dây thần kinh nó chèn ép quá nặng. Tại vì cái dây thần kinh tọa, thần kinh tọa thì đó là dân gian người ta gọi thôi, chứ mà thật sự trong y học người ta gọi là dây thần kinh hông to, hay còn gọi là thần kinh ngồi. Khi mà mình chèn ép dây thần kinh đó nó quá nặng rồi thì nó làm cho người bệnh nó mất cảm giác, tại vì do dây thần kinh đó nó điều khiển vừa cái vận động mà vừa điều khiển được cái cảm giác nữa. Điều khiển vận động là sao, là khi mình đi đứng là dây thần kinh nó điều khiển, hoặc là khi có cái cảm giác mình sờ mình nhéo á, mình có cái cảm giác đau, đó là cũng do thần kinh tọa nó chi phối. Cho nên là khi chúng ta đã bị chèn ép sợi dây thần kinh tọa rồi thì dù có cảm giác đau hay là dù có đi đứng nó khỏe mạnh thì cũng là do nó điều khiển mà. Thì về khi nó chèn ép thì nó chèn ép ngay cột sống thắt lưng, chứ không phải là có một số người ta cứ nghĩ là đau chân là thần kinh tọa. Không phải, do cái gốc, cái điểm xuất phát của nó là ngay cột sống thắt lưng. Cho nên là có một số người là hoàn toàn người ta đau hai cái chân thôi, hoặc là người ta đau từ cái mông xuống thôi, cái lưng người ta không có đau. Chứ không phải là người ta đau lan tỏa từ trên xuống đâu. Tùy người, tùy, có một số người đau hai chân, có một số người đau một chân. Nhưng mà khi khám ra, chụp phim ra thì biết là mình bị thoát vị đĩa đệm, mình bị chèn ép vào cái sợi dây thần kinh tọa đó. Thì bây giờ mình làm gì mà thì mình cần phải gỡ ngay cột sống thắt lưng ra. Nói mới hết chứ làm sao. Tôi đau cái chân thì trị tôi cái chân, không bao giờ hết, từ cái gốc nó vẫn còn nằm ở ngay cột sống thắt lưng. Ví dụ mình thoát vị đĩa đệm là 4 năm chèn ép dây thần kinh tọa, thì bây giờ làm sao mình gỡ cái hai cái đốt sống L4 và L5 ra để cho cái đĩa đệm nó trở về vị trí của nó không chèn ép nữa, thì lúc đó cái chân nó tự hết. Chứ không phải là mình đau chân mình trị cái chân thì nó hết, thì không có. Dạ đúng rồi, cái gì thì mình cũng phải tìm ngay cái nguồn gốc của nó và mình phải triệt là từ cái nguồn, đúng không ạ? Theo như cái điều mà chị vừa chia sẻ thì không biết là khi mà chúng ta bị đau nhức như vậy thì làm sao để phân biệt những cái cơn đau do thần kinh tọa với lại những cái cơn đau ở những cái bộ phận khác, ví dụ như hồi nãy chị nói là chúng ta đau chân hoặc là chúng ta đau lưng. Cũng có khi là đau lưng do thoát vị đĩa đệm chẳng hạn. Nhân đây thì xin chị có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này. Ví dụ như là khi mà chúng ta có cảm giác mà đau hai cái chân thôi mà cái lưng không có hề gì hết á, mà cảm giác giống như con kiến mò, hoặc là mình cảm thấy mình nặng hai cái chân, thì nó có nhiều nguyên nhân. Có khi là nó cũng do thần kinh tọa, là do mình bị thoát vị đĩa đệm hay gai cột sống hay là trượt đốt sống. Nhưng mà cũng có khi là một số các bệnh lý khác, như là mình bị suy van tĩnh mạch, nó cũng làm cho mình nặng nề hai cái chân, đi lại nó cũng khó khăn, cũng tê chân. Hoặc là nếu mà mình cảm giác là mình tê ở hai bàn chân thì cái đó là do bệnh tiểu đường lâu năm. Bệnh tiểu đường lâu năm nó làm cho mình mất cảm giác ở các cái ngọn chi. Đó. Cho nên là để mình xác định được mình bị bệnh lý như thế nào thì mình cần phải tầm soát trên cận lâm sàng. Nghĩa là mình cần phải nên đi tới khám bác sĩ. Mình khám bác sĩ để bác sĩ cái đó. Đối với cái bệnh nhân người ta họ giải thích cái bệnh họ như vậy đó, thì nó có những cái test, như là nếu mà đối với thần kinh tọa thì sẽ có những cái dấu hiệu để cho bác sĩ người ta họ khám họ sẽ thấy được anh này nè. Thay vì mình đưa cái chân lên cao này, anh đưa lên đâu có được đâu. Anh bệnh nhân này anh đưa không lên được. Thay vì người ta lên 90 độ, anh này ảnh mới lên được có 60 độ hay 50 độ hả? Anh ảnh chèn ép cái mức độ hơi nặng rồi, cái này là do thần kinh tọa chẳng hạn. Vậy thì bác sĩ người ta sẽ cho mình đi chụp ít qua. Còn nếu mà cảm thấy nặng quá thì phải chụp một cái cộng hưởng từ MRI để xem là đĩa đệm hay là chèn ép dây thần kinh tọa. Tại vì ít quang thì mình chỉ thấy được cái cấu trúc xương thôi, mình thấy được như trượt đốt sống nè, mình cũng thấy được, hoặc là mình xẹp thân đốt sống nè, do loãng xương hay do chấn thương mình cũng thấy. Nhưng mà cái vấn đề về đĩa đệm thì ít quang mình sẽ không thấy, mà cộng hưởng từ MRI mình sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Cho nên là mình phải tầm soát. Rồi đối với những cái dấu hiệu mà bác sĩ không thấy, không thấy là mình có dấu hiệu thần kinh tọa, thì mình còn phải đi siêu âm mạch máu, mình xem được là mình có bị suy van tĩnh mạch hay không. Và nếu mà có suy van tĩnh mạch thì mình cần phải điều trị theo cái hướng suy van tĩnh mạch, hoặc là xem thử là mình có bị tiểu đường không, tiểu đường bao nhiêu lâu rồi, bây giờ tiểu đường giờ nó để lại biến chứng hay không. Đó thì mình cần phải đi khám để cho bác sĩ người ta sẽ loại trừ ra
cái bệnh của mình thì mình biết được cái bệnh mình thì mình có cái hướng điều trị nó dễ dàng hơn. Dạ, như vậy thì cái việc mà chúng ta tự tưởng tượng ra cái bệnh rồi tự mình khám cho mình đó là cái việc rất là nguy hiểm đúng không ạ? Có nhiều người khi mà chúng ta bị những cái bệnh đó thì lại sử dụng những cái bài thuốc dân gian, và dù chưa biết là mình đã bị cái gì nhưng mà vẫn sử dụng những cái bài thuốc dân gian đắp rồi bó, em thấy rất là nhiều. Cũng có nhiều người cho rằng cái bệnh thoát vị đĩa đệm với lại đau thần kinh tọa là như nhau, không biết là cái quan điểm như vậy có đúng hay không. Và nếu như mà chúng ta không hiểu rõ thì hai cái vấn đề này nó sẽ gây ra những cái nguy hiểm như thế nào, chị có thể chia sẻ thêm không? Tôi cũng nói thêm là giải thích thêm đi cho quý vị khán giả mình hiểu là cấu trúc cuộc sống đĩa đệm nó như thế nào. Dạ. Rồi mình sẽ nói về vấn đề thần kinh tọa. Thì cuộc sống thắt lưng đi là nó sẽ có năm cái đốt sống, năm cái đốt sống mà giữa các cái đốt sống nó được chêm lót bởi cái đĩa đệm. Mà đốt sống thì mình biết rồi, nó là xương là phần cứng, rồi đĩa đệm nó là phần mềm, nó giống như là cái sụn vậy đó, nó cái sụn chêm mà. Yeah. Nó là cái hình của chiếc đĩa, ở ngoài nó là cái vòng xơ, ở trong nó là một cái nhân nhầy. Bình thường thì không sao hết, khi mà chúng ta mà lớn tuổi mình bị dần dần mình bị thoái hóa đốt sống. Yeah. Thì nó dẫn tới thoái hóa cái đĩa đệm. Khoa thoái hóa đĩa đệm thì nó làm bong rách cái vòng sợi đi. Rồi nó sẽ khi mà nó rách thì cái nhân bên trong nó thoát ra ngoài. Tức là cái nhầy ở trong cái nhân nhầy bên trong nó thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài thì nó thoát vào trong cái ống tủy tủy sống á, thì cái tủy sống đó cái ống của dây thần kinh á, thì cái ống đó thì dây thần kinh tọa đi ngang qua là nó đe vào cái sợi dây đó. Giống như là nhà mà lấn chiếm ra đường vậy đó. Nó lấn chiếm thì bây giờ nó lấn chiếm rồi thì làm sao, thì nó làm cho mình phương tiện để lại khó khăn. Thì bây giờ muốn vậy thì mình phải di dời anh vô lại. Thì lúc đó con đường nó mới thông thoáng. Đó là thì cái thoát vị đĩa đệm là gây đau thần kinh tọa. Hoặc là mình bị gai cột sống mà cái gai đó nó mọc ở phía sau cột sống thắt lưng của mình á, nó cũng đi vào cái ống tủy đó, giống như nó cũng cản đường vậy đó, thì lúc đó thì nó cũng đau dây thần kinh tọa. Hoặc là mình bị trượt đốt sống. Trượt đốt sống là bây giờ đốt sống nó đang dài, bây giờ nó trượt nó lệch qua một bên rồi. Nó lệch vào cái hướng trong đường đi của cái ống sống rồi, thì nó cũng đau thần kinh tọa. Cho nên là nhiều nguyên nhân đau thần kinh tọa. Chứ không phải là về cái thoát vị đĩa đệm không là đau thần kinh tọa. Dạ, xin được cảm ơn chị. Qua cái phần chia sẻ của chị thì em cũng đã hiểu được rất là nhiều, và em tin rằng các vị khán giả cũng sẽ hiểu được cái vấn đề tới cái mức độ như vậy. Bác sĩ Thọ thân mến, có nhiều người cho rằng cái bệnh đau thần kinh tọa thì chỉ xảy ra ở những cái người trung cũng như là cao tuổi hơn một chút, bởi vì người ta cho rằng khi đó thì cái xương của mình đã bị thoái hóa. Không biết là cái suy nghĩ của họ như vậy có đúng hay không, và anh có thể chia sẻ thêm những cái người nào có thể mắc cái nguy cơ bị đau thần kinh tọa. Vâng, xin kính chào quý vị xem đài. Về như chúng ta đã biết thì cái bệnh đau thần kinh tọa thì nó thường xuất hiện ở những người trung niên. Vậy tại sao nó hay xuất hiện ở những người trung niên? Thì do cái mức độ xương thì lâu ngày, theo chúng ta biết là sau khoảng 35 tuổi thì cái mức độ xương nó sẽ được giảm dần đều, thì nó kèm theo bị loãng xương. Khi ngay cái khi chúng ta biết được cái trục cuộc sống của chúng ta thì nó được nối bởi những thân đốt sống, thì bây giờ thân đốt sống nó được nối với nhau bởi những cái máu khớp. Thì khi mà cái tuổi xương nó bị yếu đi thì cái máu khớp nó cũng bị thoái hóa, thì dần nó sẽ ảnh hưởng tới cái thân đốt sống luôn. Thì khi mà cái thân đốt sống nó cũng bị ảnh hưởng như vậy thì nó sẽ kèm theo là những cái phần bên trong như là cái phần đĩa đệm nó cũng bị thoái hóa theo. Khi mà nó bị thoái hóa như vậy thì ở trong cái đĩa đệm thì nó có những cái nước, thì nó bị thoái hóa mất nước thì nó dễ dàng bị thoát ra ngoài do nó bị yếu rồi. Do một nhiều nguyên nhân nữa là cái dây chằng, cái bao khớp nó cũng yếu luôn. Thì nó làm cho nó dễ dàng bị thoát ra ngoài là như vậy. Nên chúng ta thường hay gặp những cái bệnh nhân mà trung niên là như vậy. Nhưng thực sự là bây giờ theo nghiên cứu thì mình cũng biết là những người trung niên thì họ mắc phải là 60%, rồi bắt đầu giảm dần là những người thanh niên 30%. Nhưng mà theo những cái ca lâm sàng tại phòng khám của chúng tôi á, thì chúng tôi được thấy thì cái những người trẻ tuổi thì họ cũng bị mắc phải rất là nhiều. Mà tại sao lại nhiều như vậy là do thứ nhất là công việc. Thì công việc của họ, như những người mà làm nặng đi, thì cái công việc nó quá tải. Bình thường mà khi ngồi hoặc đứng là cái cuộc sống mình đã chịu lực rất là nhiều rồi. Mà đằng này nữa là cái vật mà họ mang á, nó là chịu sức lên, đè ép lên cuộc sống.
và với cái tư thế mà họ làm sai á, lúc mà họ khuâng vác lên thì nó sẽ chịu lực lên làm cho cái phần mà dễ bị thoát vị thép nó thoát ra ngoài thì sẽ chèn vô cái dây thần kinh tọa. Thậm chí là những người mà như chúng ta ngồi đây thì những người mà làm việc văn phòng á thì họ cũng hay mắc phải cái bệnh đó. Thì do làm sao thì cái khi chúng ta nói á, thì cũng theo nghiên cứu á, thì những người mà nằm nghỉ á, thì cái lực cái ký đè lên cái cuộc sống á, nó chỉ khoảng 25% thôi. Khi ngồi thì nó lên tới 50%, rồi khi đứng thì nó lên tới 100%. Thì như vậy khi mà chúng ta ngồi thì cái lực ép rất là nhiều. Đã nhiều như vậy rồi thì công việc của họ thì rất là dài, 6 tới 8 tiếng lận. Họ cứ ngồi hoài á, thì cái vùng cơ nó bị co thắt. Nó co thắt rồi vùng cơ nó yếu. Khi mình có cử động gì á, thì vô tình mình nó sẽ yếu rồi, vô tình nó sẽ bị thoát vị ra ngoài. Thì ngoài những cái vấn đề như vậy, thật sự là còn những cái trẻ em nữa. Bây giờ cái sẵn mình nói luôn thì để mình khuyên các bậc phụ huynh luôn. Thì bây giờ chương trình của tụi em á, thì nói chung là rất là nhiều. Khi mà đi học á, thì các em luôn mang vác rất là nhiều. Thì lúc đó thì sẵn với cái tư thế sai nữa, khi cúi lượm cái gì đó thì dễ dàng bị thoát ra ngoài là như vậy. Theo phòng khám của chúng tôi đã tiếp nhận những ca như vậy. Khoảng 15 tuổi nó cũng có rồi. Nên sẵn qua như vậy thì khi mà phụ huynh đưa con em đi học á, thì cố gắng sách giùm cho con em. Rồi về cái tư thế trong cái nhà trường á, thì cái tỷ lệ cái bàn với cái chiều cao nó không có tương xứng, thì có em cao rồi có em thấp, thì nó là có một nguyên nhân để nó gây ra cái bệnh lý sau này. Thứ nhất là có thể là về cuộc sống, và sau này khi nó yếu nữa thì thoát vị đĩa đệm kèm theo. Dạ, nói về học đường thì chúng ta có rất là nhiều cái vấn đề cần phải bàn, nào là mắt, rồi bây giờ chúng ta phát hiện thêm cái bệnh đó là bệnh đau thần kinh tọa ở trẻ em. Cho nên là khuyên các bậc phụ huynh là chúng ta cần chú ý nhiều hơn về cái vấn đề bảo vệ sức khỏe của con em mình. Bác sĩ Thọ thân mến, em có một thắc mắc cần phải hỏi, đó là chúng ta đau bao lâu thì chúng ta mới cần phải đi khám, và nếu như mà khám trễ thì nó sẽ có những cái hệ lụy, những cái hậu quả như thế nào? Thật sự thì tại phòng khám chúng tôi thường tiếp nhận những cái ca mà tới thì là họ đã bị nặng rồi. Những cái giai đoạn đầu thì mình có thể chia hai giai đoạn. Những người mà mình sẽ tiếp nhận được là những người mà bị đau đột ngột, tức là đau cấp, thì do những cái vấn đề bị chấn thương, hay là cái công việc, hay là cái môn thể thao họ chơi nó bị sai cái tư thế, thì lúc đó nó bị sai tư thế như vậy thì cái đĩa đệm nó dễ dàng thoát ra ngoài, thì nó chèn ép vô thần kinh, thì thường đó là gian kinh tọa. Thì lúc đó thì mình mới tiếp nhận được là những ca đó là rất là nặng rồi. Rồi những ca mà đau âm ỉ là do cái công việc của họ, thì như ngồi thôi thì họ cứ nghĩ là nó chỉ là mỏi cơ thôi. Khi mỏi như vậy thì mình nghỉ ngơi nó là hết. Nên không cần là phải đi tới đâu hết. Không cần phải đi khám, không cần phải đi điều trị. Rồi một cái vấn đề nữa là về cái công việc của họ, về cái gia đình của họ, họ rất là bận, nên họ không có thể nào mà tới để đi mà điều trị như vậy được, nên họ cứ để cái bệnh lý của mình càng ngày nó càng nặng thêm. Thì ở đây tôi xin nói luôn á, nếu mà nó đã đau âm ỉ như vậy rồi thì cố gắng là đi tới trong phòng khám chuyên khoa cuộc sống để được thăm khám và điều trị. Thì như vậy thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề nó sớm hơn. Còn nếu mà những mà cái ca mình tiếp nhận là nó bị nặng rồi thì lúc đó là bị chèn ép rồi, như bác sĩ Ngọc cũng vừa nêu về cái triệu chứng, thì mình có thể là bị thấy tê xuống vùng mông, tê xuống vùng đùi mặt sau, vùng mặt sau cẳng chân hoặc tới bàn chân. Mà đã tới cái bàn chân là rất là nặng rồi. Thì bây giờ thì mình nên khuyên là đã có cái triệu chứng ngay với vùng lưng thì mình nên tới phòng khám chuyên khoa để điều trị. Về cái hậu quả mà để không điều trị sớm á, thì nó có rất nhiều cái hậu quả, mà mình chỉ nêu ở đây là những cái hậu quả mà mình hay gặp nhất và hậu quả nghiêm trọng nhất, là có đó có thể là khi mà tê nhiều quá, đau nhiều quá thì có thể đi đứng lại không được. Thì lúc đó chỉ nằm một chỗ thôi. Thì nằm một chỗ như vậy thì nó sẽ teo cơ, vận động không được. Tới cái vấn đề nữa là khi mà cái chèn ép rất là nặng rồi thì lúc đó là có thể là hai cơ nó bị liệt, tức là hai chi dưới là theo cái đám rối vô cái thắt lưng á, thì nó sẽ bị liệt. Rồi cái vấn đề quan trọng nữa là về cái khả năng kiểm soát tiêu tiểu. Thì nhiều lúc mà mình muốn mà thực sự là không điều khiển được. Rồi ngoài
Ngoài cái những cái như vậy thì khi mà bệnh nhân nghĩ là không có biết cái phương hướng điều trị ở đâu hết thì họ nghe lời ở đâu đó thì họ cứ đi điều trị. Dạ, đúng rồi. Đắp thuốc này. Dạ. Rồi chích lễ này. Làm những cái đó thì nói chung là nó mang cái hậu quả nghiêm trọng. Dạ. Nó có thể là nếu mà cái trường hợp mà đắp lá đi thì nó đắp muối đắp lá đó nó nóng nó rát có thể nhiều lúc nó cháy da thậm chí nó lét luôn cái vùng ở phía sau, nó làm cho cái cơ của mình nó cứng hơn đúng không? Cái đó nếu mà mình làm không mình can thiệp nó như vậy đó, thì nó sẽ làm cái vùng cơ mình nó càng ngày nó càng co thắt hơn. Khi mà tới điều trị mình tiếp nhận thì những cơ đó là cơ cứng rồi. Nó cũng rất là khó để điều trị. Có nghĩa là mình khi đó thì mình tập vật lý trị liệu rất là mệt mỏi, một cái thời gian rất là dài đúng không ạ? Lúc đó thì càng thời gian rất là dài. Bản thân em đã từng trải nghiệm cái cảm giác mà bị cứng khớp rồi teo cơ như thế nào, cho nên là bây giờ khi mà nghe tới vấn đề đó thì rất là sợ. Khuyên các bệnh nhân của chúng ta nếu như mà có những bệnh lý thì nên đi đến những cái phòng khám có cái uy tín để chúng ta có thể thăm khám sớm và điều trị sớm để đỡ những cái hậu quả về sau. Còn bây giờ tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu hỏi giao lưu qua điện thoại. Xin được mời khán giả nêu câu hỏi ạ. Tôi Trần Thị Rảnh, 63 tuổi, ở ấp Bình Tây, xã Tiên Thạnh, Kiến Tường. Tôi bệnh thoát đĩa đệm bữa nay là cũng lâu rồi, mà tôi cũng đi trị liệu này kia ở Long An này kia mà nó không hết. Bây giờ tôi nghe trên đài Ngọc Đức nè, là tôi muốn tại chỗ nào đâu mà tôi tính tôi đi tới điều trị nè. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi điện thoại đến giao lưu. Và câu hỏi của cô thì xin được mời bác sĩ Thọ sẽ tiếp tục trả lời ạ. Xin cảm ơn bác Rảnh đã gửi tới câu hỏi. Bác đã bị thoát vị đĩa đệm, thì chắc chắn là bác đã có chụp cộng hưởng từ MRI rồi thì mới biết chắc chắn là có thoát vị đĩa đệm. Thì bác đã bị lâu rồi và điều trị là không hết, thì có thể là bác điều trị nhiều cái phương pháp khác nhau, có thể là uống thuốc. Thì ở đây là khi mà tiếp nhận những ca thì họ toàn là uống thuốc, uống có thể là rất là nhiều năm rồi, thậm chí tới 5 năm. Thì khi uống thuốc như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới những cái bệnh lý khác như là viêm, viêm loét dạ dày, thậm chí là thủng dạ dày luôn, do uống quá là nhiều. Thì như nãy mình nói thì ngoài cái uống thuốc đó thì họ có thể điều trị kết hợp đông y, chích thuốc rồi châm cứu. Thì thật sự là những cái phương pháp đó thì nó chỉ là như thuốc tạm thời, như thuốc thì nó chỉ là kháng viêm giảm đau, thì nó sẽ hỗ trợ cái phần mà bị chèn ép hệ thần kinh. Nhưng mà khi mà hết cái lớp bảo vệ thuốc đó đó thì nó sẽ bị đau lại. Còn những cái vấn đề châm cứu hay là đông y á thì nó chỉ là cái bên ngoài da thôi, chứ không có tác động gì tới phía bên trong mà cái cuộc sống đang bị là thoát vị đĩa đệm. Thì ở đây á thì cũng nói với bác luôn á là mình phải lựa chọn cái phương pháp là vật lý trị liệu để mình can thiệp kịp thời vô cái vùng mà đang bị thoát vị. Thì ở đây cái phương pháp của chúng tôi á là giúp cái phần mà bị răng thoát thì mình tác động trực tiếp vô đốt sống luôn, chứ không có ngoài cơ ngoài xương nữa mà mình tác động vô đó. Thì ở đây chúng tôi có cái phương pháp là cái máy kéo theo cái kỹ thuật khoa học cao đó, thì mình sẽ tác động vô khi mà mình mục đích là mình có trong cái khoang đĩa đệm đó nó có cái áp suất âm, thì lúc đó nó sẽ hút cái phần đĩa đệm bị lòi ra để vô trong vị trí lại. Thì nên ngoài ra cái phương pháp đó mình còn có tác động trực tiếp vô từng đốt sống, giúp cái phần đĩa đệm nó vô trong lại. Thì chỉ có những cái phương pháp đó thì mới làm cho cái phần bị thoát ra ngoài mới vô trong lại được. Ngoài ra thì mình có những cái máy móc hiện đại khác nữa như sóng siêu âm, dòng điện trị liệu, nó cũng là mục đích để giảm đau, giảm chèn ép dây thần kinh. Thì ở đây thì phòng khám của chúng tôi á, thì nếu mà mình có điều kiện á, mình có thể tới cái phòng khám chuyên khoa chúng tôi để mà được thăm khám và điều trị, coi nó có bị thoát nhiều đĩa hay không. Để mình có cái phương hướng để mình điều trị cho nó tốt đẹp hơn. Về cái khoản chi phí thì nó cũng tương đối là ok thôi. Như cái giá, mức giá cả thì khoảng tầm như một chuyên môn năm mình nói kéo thì khoảng 50 thôi, hay là sóng siêu âm 50. Thì một cái vùng điều trị lưng như vậy thì có thể là khoảng tầm 250 tới 300. Về phòng khám chúng tôi thì có nơi ở lại. Chi phí cũng khoảng 50.000 thôi. Anh ơi, nhưng mà cái địa chỉ cụ thể của mình như thế nào ạ? Địa chỉ phòng khám của chúng tôi là 001 lô H,
Chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Văn Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Thọ đã có đôi điều chia sẻ với khán giả. Chị Ngọc thân mến, ví dụ như em đi, em là một khách hàng mới, em chưa biết gì về cái phòng khám Ngọc Đức của mình. Nhưng mà khi mà để thu hút em đến cái phòng khám thì chắc chắn là phòng khám của mình phải có cái gì đó rất là đặc biệt. Nhân đây thì chị có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả. Dạ vâng, thì phòng khám của chúng tôi là một cái phòng khám chuyên khoa điều trị bằng cái phương pháp là vật lý trị liệu. Về vật lý trị liệu thì điều trị rất là nhiều cái bệnh, để tôi nói ra chắc tôi nói không hết. Chẳng hạn như ha, vật lý trị liệu á, lúc trước kia người ta, bệnh nhân người ta cứ hiểu là vật lý trị liệu nó là đông y, nó giống như là châm cứu, uống thuốc nam. Người ta nói chơi nhiều, người tới khám nói tôi chứ thôi, tôi điều trị tây y nhiều lắm rồi. Tôi đi các bệnh viện khác nó cứ cho tôi uống thuốc, cái nơi thì nó bắt tôi mổ mà tôi sợ quá tôi không mổ. Tôi nghe đây vật lý trị liệu là đông y uống thuốc nam thì thôi tôi đi tới đi thôi. Nhưng mà thật sự là tôi cho quý vị rõ hơn là vật lý trị liệu nó là một cái phương pháp tây y, là mình vừa kết hợp với uống thuốc mà mình vừa kết hợp với tập vật lý trị liệu. Thì nó là hiệu quả hơn, nhanh hơn. Chứ còn nếu mà mình uống thuốc không thì nó chỉ là tạm thời thôi, một thời gian nó sẽ hết thuốc, nó sẽ đau lại. Còn đây thì mình vừa kết hợp thuốc, mình cho giúp cho cơ nó mềm mại, thuốc giãn cơ chẳng hạn, đi hoặc là kháng viêm tới cái nơi mà mình bị đau, thì song song đó mình kết hợp với vật lý trị liệu thì lúc đó người bệnh sẽ nhanh hết hơn và trị được tận gốc, giống như mình, người ta hay còn gọi là nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc vậy đó. Đó thì mình phải nhổ cái gốc đó đi, thì lúc đó cái cỏ nó không còn mọc nữa. Khi mà phòng khám của chúng tôi, vật lý trị liệu thì ở nơi nào cũng có hết á. Tất cả tỉnh hay là thành phố, các bệnh viện nào cũng có. Nhưng mà để mà trang bị máy móc nó như thế nào và nó có phát triển được cái vật lý trị liệu hay không, tại vì tôi cũng nói rõ là máy móc của vật lý trị liệu nó rất là đắt tiền. Nó đắt dữ lắm, như là một cái máy kéo thôi nó là tầm 200 mấy chục triệu. Chẳng hạn vậy ha, là một cái máy kéo chưa nói tới là phải máy siêu âm trị liệu nè, máy điện trị liệu nè, rồi sóng ngắn trị liệu nè, hoặc là các cái môn mà tác động bằng tay nè, môn nắng chỉnh. Tại vì bên tôi nó có cái môn gọi là di động đốt sóng, là môn nó là môn kỹ thuật cao. Thì khi hồi đó tôi có được học là một ông bác sĩ người nước ngoài. Ông có về Việt Nam mà ông sẽ truyền đạt lại và ông dạy tôi trong thời tôi học đại học á. Sau đó thì tôi sẽ áp dụng luôn. Lúc đó tôi sẽ đem ra tôi áp dụng cho những cái bệnh nhân và cuộc sống. Tôi học hồi đó tôi học trượt khớp, học đủ thứ hết, tất cả các khớp. Nhưng mà tôi thông thường tôi hay áp dụng nhất là cột sống cổ và cột sống thắt lưng. Mà tôi hay áp dụng cho phòng khám của chúng tôi. Và để mà một máy thì làm sao điều trị cho được một người. Cho nên là phòng khám Ngọc Đức chúng tôi hiện tại tôi trang bị rất là nhiều máy, như máy kéo là 6 cái máy kéo. Máy kéo, máy siêu âm, cho nên là bệnh nhân không phải chờ đợi. Có một cái nơi khác là như các cái bệnh viện đi, người ta chỉ 2 máy kéo là quá rồi, hoặc là 2 máy siêu âm là quá rồi. Cho nên phải chờ đợi rất là nhiều. Còn ở đây trung tâm của chúng tôi là chúng tôi trang bị rất là nhiều máy móc, nhưng mà máy của tôi là máy đời mới. Giống như phóng sự vừa rồi chúng tôi thấy là máy tôi là toàn là cảm ứng không à. Máy tôi nhập từ châu Âu. Cho nên là cái thiết bị tốt, hiện đại thì nó làm cho giúp cho người bệnh nó sẽ nhanh hết hơn. Chẳng hạn như là máy kéo của ở Việt Nam mình đi ha, là mình có cái dùng là cái kéo tạ. Kéo tạ là bệnh nhân nằm lên, trang bị hết tất cả đai, xong đó là ví dụ bệnh nhân là 60 kg đi, thì kéo 20 kg, bỏ 20 cái tạ mà 20 kg á, bỏ cái tạ 20 kg lên, nó kéo một lần vậy thôi, nó không có cái độ co giãn. Nhưng mà khi mà máy kéo máy của chúng tôi thì nó không vậy. Ví dụ như khi mà mình đang đau phong, nó kéo từ từ, nó kéo ra một đoạn ngắn vậy thôi, nó giữ lại tại đây. Ví dụ nó kéo 20 giây là nó phải giữ lại 20 giây ở tại đây đã. Nó nghỉ chứ, giống mình làm việc ban ngày mình làm việc ban đêm thì mình nghỉ, thì cái cột sống, cái cơ của mình cũng vậy. Mình muốn kéo ra thì mình phải nghĩ là tại đây cho nó quen dần cái đã. Sau đó nó mới kéo ra tiếp ở vị trí này, cái nó giữ lại tại đây, nó kéo ra tiếp nữa, nó giữ lại, kéo ra tiếp nữa, giữ lại. Tới vị trí mình cho phép là 20 kg, nó dừng lại tại đây. Chứ còn một máy kéo tạ bình thường là nó kéo ra tới vậy, rồi nó giữ cho đúng mình 20 phút là thầm đứng dậy mình đi về. Không có. Thì nó cũng không có đúng tác rồi. Gì cho nên là cái máy kéo của tự động là nó tự điều chỉnh. Nó tự điều chỉnh. Đối với cái người mà bị đau cấp là có nghĩa là hồi giờ người ta không bị, đùng một cái người ta ngủ dậy sáng cái người ta thấy người ta bị. Hoặc là người ta đang bình thường cái người ta khiêng một cái chậu cái người ta bị, đó trường hợp người ta gọi là đau cấp. Thì mình kéo dậy được không? Đâu được, đang đau mà kéo dậy sao mà kéo được. Cho nên là
nó có cái chương trình cho những người đau cấp là nó kéo từ từ thôi, nó kéo một chút xíu nó nghỉ, hoặc là nó kéo liên tục mà nó kéo chút xíu nó nghỉ, nó không kéo dừng giống như tôi mới nói chẳng hạn vậy. Thì nó có cái chương trình hết cho những người mà đau thần kinh tọa, hoặc là dùng cho những người đau cấp, đau mãn. Đó là cái công dụng của cái máy kéo, nó rất là hiện đại. Hay là máy siêu âm chẳng hạn vậy, máy siêu âm thì nó là tác động vào sâu, vào cái tác động vào bên trong. Đó là cần nhiều máy cho cuộc sống thắt lưng. Đó là vật lý trị liệu. Giờ tôi nói tiếp vật lý trị liệu là cái gì để cho người ta hiểu hơn. Là đối với trường hợp chẳng hạn như MC Yến đi hồi sáng nãy tôi mới thấy là tôi nói là trường hợp là bị dây chằn gối. Sau khi dây chằn là Yến có mổ rồi đúng không? Sau mổ là sẽ cứng khớp. Cái đó, cái thời gian đầu để em chia sẻ thêm, có nghĩa là khi mà em bị tai nạn và sau khi phẫu thuật thì lúc đó em chưa biết đến vật lý trị liệu, em nằm ở nhà bất động một tháng cho đến khi mà các bác sĩ khuyên là mình nên đi tập vật lý trị liệu, thì lúc đó chân em chỉ có thể co được 90 độ, không gập vô được nữa, có nghĩa là mình không thể ngồi xổm được. Và khi mà đi tập vật lý trị liệu thì cái thời gian nó rất là đau đớn, phải nói là kinh khủng, bây giờ nhớ lại còn rất là kinh khủng. Thì chị Ngọc có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả là vì sao chúng ta phải đi tập vật lý trị liệu sớm để thuyết phục được bà con chúng ta có thể đến với phòng khám của mình ạ? Đó, bây giờ tôi nói trường hợp của Yến thì là mình đã mổ cái dây chằng gối và cái mâm sụn. Khi mà phẫu thuật, sau khi phẫu thuật, nếu mà ở Sài Gòn đấy ha, sau khi phẫu thuật thì thông thường là phẫu thuật tới ngày thứ 3 thôi là mình đã tập vật lý trị liệu rồi. Mình không có phải tập là co ra co vô mà mình phải tập các bài tập gồng cơ để cho cơ nó vận động, cho nó làm việc. Chứ bây giờ cơ mình đang vận động như thế này, cơ bắt nó nghỉ ngơi tới cả tháng rồi, làm sao mà nó chịu nổi. Cho nên là mình phải tập gồng cơ trước cho cơ nó hoạt động, giúp cho cơ nó hoạt động và nó gia tăng tuần hoàn tới tới cái vùng mà ở ngay cái khớp mình mới mổ. Là giúp nó tuần hoàn đây, giống như là máu nó tới nó nuôi, giống như cây là phải tưới nước vậy đó, hàng ngày vậy đó. Đó mình giúp cho gia tăng tuần hoàn để cho cái khớp gối mình nó giảm sưng. Nó giảm sưng từ sau phẫu thuật thì nó thường nó sưng phù. Đó thì nó giảm sưng. Đó là những cái bài tập mà sau mổ khoảng 3-4 ngày. Rồi sau khi mà mình đã một tuần rồi, đó là mình cần phải có những cái bài tập dành cho cái dây chằng ở một tuần. Là mình phải vận động nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chứ không được mạnh nha. Tại mình mới mổ. Rồi sau một tháng là mình cần phải tập để cho là gia tăng tầm vận động. Tại vì khi mà mình coi vô là mình coi, khi mà đã mổ rồi mình coi vô không có hết tầm đâu. Cho nên là mình phải, ở đây là không phải là mình tự nhà mình tập đâu, mà là kỹ thuật viên người ta sẽ tập cho mình. Mấy em kỹ thuật viên đó, bây giờ mình đang là từ 0 tới 90 độ là duỗi thẳng, là duỗi thẳng được, nhưng mà co vô là co cái tới 90 thôi. Thì bây giờ mình phải gia tăng cho tới 101. Ví dụ như tuần này mình 101, tuần 2 120, cho tới khi nào mình co vô bình thường. Để mình mới đứng lên ngồi xuống bình thường, chứ đây đứng lên ngồi xuống sao được. Nó bị co cái gối rồi đâu có ngồi được đâu. Đó, cho nên là nó giải quyết được cái tình trạng cứng khớp mà trong quá trình tập nó đỡ đau. Chứ còn hả, như Yến hồi giờ không tập gì hết, tới 1, tới 2, tới 4 tuần sau thì lúc đó là nó là cứng khớp rồi. Đó là mới trường hợp dây chằng thôi. Là trường hợp mà viêm đau khớp vai, hoặc là thoát vị đi đệm cột sống cổ nè, cũng phải tập nè. Hoặc là cái rối loạn tiền đình, hoặc là những em bé thì vẹo cổ nè, hoặc là chứng khoeo nè, nó cũng nhiều lắm, vật lý trị liệu nhiều, nói nhiều nó không hết nổi đâu. Dạ đúng là cái thời gian đầu khi mà mình để khi cơ nghỉ ngơi lâu quá thì lúc đó cái chân hoàn toàn không thể nhấc lên được. Các bác sĩ nói với em rằng hãy giơ chân cao lên tí thì không có lực để mà giơ lên, cho nên là em rất là hiểu về cái vấn đề vật lý trị liệu nó quan trọng như thế nào đối với những cái bệnh nhân mà chúng ta mất cái vấn đề cơ xương khớp. Còn bây giờ thì để tiếp tục chương trình thì xin được mời các vị diễn giả cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi tiếp theo từ phía khán giả xem chương trình ạ. Tôi tên Hiền ở Tiền Giang, đặt câu hỏi là tôi bị mà chụp MRI ở trung tâm Hòa Hảo, nói tôi bị hẹp rãnh tủy sống, rồi vì nó tê ngang cái vùng bụng, vùng lưng xuống với chân, thì giờ điều trị có được không vậy? Dạ, xin được cảm ơn chú Hiền. Câu hỏi của chú thì xin được mời bác sĩ Ngọc sẽ trả lời ạ. Dạ, tôi cũng xin chào chú Hiền. Thì mình đã biết rõ cái bệnh mình rồi. Từ mình đi khám rồi là mình bị hẹp rãnh tủy sống. Hẹp tủy sống thì giống như mà tôi nói rồi,
cái nếu mà chú nói là chỗ đau từ cột sống phần ngực đi xuống á, thì nó là bị ngay chỗ ngang ngang vùng cột sống ngực chứ không phải là thắt lưng. Thắt lưng thì nó lan từ lưng xuống mông xuống chân thôi, còn chú là bị cái phần trên, phần cao, phần ngực cao á. Đó cho nên tại vì tủy sống tới đợt L2 là kết thúc rồi, không còn là tủy sống nữa mà nó là chùm rễ dây thần kinh. Cho nên là chú là đã bị tủy sống thì ở phần trên của cái cột sống ngực. Trường hợp của chú là bị hẹp. Thì bị hẹp nó có nhiều nguyên nhân lắm, thì chú cũng không nói rõ là nguyên nhân hẹp của chú là cái gì. Chẳng hạn như là thoát vị đĩa đệm nó hẹp, gai cột sống nó hẹp, hoặc là một cái tật của cái trong ống sống, hoặc là do cái u đa tủy chẳng hạn vậy. Thì nếu chú có dịp nào đó chú vào Sài Gòn á, chú cầm hết tất cả các kết quả rồi cái phim MRI đem lên đây, bác sĩ người ta sẽ xem, người ta sẽ coi là nguyên nhân tại sao mình hẹp. Rồi phải có cái hướng điều trị. Nếu mà đã hẹp vậy rồi thì bây giờ phải mở thông. Giống như ban đầu chương trình tôi cũng có nói rồi, là mình phải khai thông nó. Bây giờ nó hẹp đó thì mình tạo thuận cho nó, làm sao cho nó đừng có hẹp nữa. Thì lúc đó chú mới không tê. Chứ còn chú mà càng để lâu thì cái tê đó nó sẽ dẫn tới là yếu hai chân. Chú đi xa đi không được đâu. Ví dụ như bình thường tôi có thể đi tập thể dục 3 cây số, 5 cây số không sao hết. Nhưng mà chú đi xa chú đi không có được. Đi một chút xíu thôi là chú đã tê rồi. T là mình phải đứng ở cái vị trí đó, cái mà mình vận động chút xíu mình mới đi được tiếp. Nó rất là khó khăn trong vấn đề đi lại. Mà đã khó khăn trong vấn đề đi lại thì nó dẫn tới nó sẽ teo cơ. Mà teo cơ để lâu không điều trị nữa sẽ nó dẫn tới là yếu liệt. Cho nên là chú cần phải có cái hướng mà đi khám sớm. Nếu có cái dịp nào đó chú làm hết tất cả những cái hồ sơ kết quả hay to thuốc, tất cả mình đã từng khám rồi, mình đi tới đây. Chứ còn nếu mà trường hợp của chú mà nếu mà là phẫu thuật đi ha, nếu mà trường hợp phẫu thuật chắc để coi là nguyên nhân tại sao. Nếu mà phẫu thuật có nhiều người ta cũng rất là e ngại, tại vì phẫu thuật nó là 5 năm. Tại vì khi mà trước khi mà mình phẫu thuật thì bác sĩ cũng có cho mình làm một cái cam kết là nếu mà phẫu thuật thì có thể ra mình có thể đi đứng được đi. Nhưng mà cũng có thể ra là mình liệt luôn, bây giờ mình đang đứng mình đi khó thôi. Nhưng mà có phẫu thuật ra có thể là mình nằm một chỗ. Đó là không biết được. Thì tốt nhất là chú có dịp nào là chú có thể tới khám. Thì phòng khám của chúng tôi làm việc là từ thứ hai cho tới chủ nhật, từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Trước khi đi thì chú có thể gọi điện được cho tư vấn đó, để mình đi mình cần cái gì, như thế nào đó. Thì nếu chú thì cũng Tiền Giang thì cũng không xa lắm đâu. Bữa nào chú có lên đi rồi mà phải sắp xếp cái bệnh này, nó không phải là một ngày hết. Không thể nào giống như phẫu thuật là một ngày là một buổi là xong, không có đâu. Phải điều trị trước mắt là 7 ngày cái đã. Rồi sau 7 ngày đó bác sĩ sẽ tái khám lại. Bây giờ mình trong một tuần đầu nè, mình điều trị nè, lúc đầu là mình tê nè, mình đi được có 10 mét hà. Bây giờ mình trị được 1 tuần là mình đi được 20 mét. Chẳng hạn vậy ha. Bây giờ mình đang tê như thế này, bây giờ mình giảm tê được 3 phần rồi, thì còn 7 phần nữa thì mình ráng điều trị trong 3 tuần nữa. Chẳng hạn như vậy. Cái bệnh này thì chính do người bệnh cảm nhận, chứ không phải giống như các cái bệnh khác như chẳng hạn ung thư đi. Mình muốn biết cho nó có giảm hay không, mình đâu biết được, mình phải siêu âm. Mình siêu âm mình coi là bây giờ cái kích thước khối u nó như thế nào. Bằng cái siêu âm mình mới thấy được, còn đây là chính người bệnh người ta cảm nhận được. Dạ đúng rồi. Dạ xin được cảm ơn chị. Tiếp tục thì chúng ta sẽ lắng nghe một câu hỏi nữa giao lưu qua điện thoại ạ. Tôi là Võ Văn Dũng ở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Tôi hỏi bệnh liệt giấy, bệnh tình của tôi bây giờ bị liệt hết, co rút hết nửa người. Tôi nửa người bên tay trái chân tay nó bị co rút hết rồi, không đi được, đứng đi không đi đứng được, lề tí nói cũng không nói rõ ràng được. Tôi đã từng đi âm ra dưới bệnh viện Chợ Rẫy rồi, họ nói tôi bị thoát vị đĩa đệm cuộc sống cổ, gai cuộc sống, tháo cuộc sống cổ với do vậy. Nên tôi hỏi bằng phương cách chữa như thế nào, tư vấn tôi được biết hả? Xin được cảm ơn chú Dũng. Đầu tiên thì chia sẻ với chú những cái nỗi niềm mà mình vừa trải qua. Ở câu hỏi này thì em cũng xin được mời chị Ngọc sẽ tiếp tục tư vấn cho chú. Dạ, chào chú Dũng. Là mình ở Đắk Lắk thì cũng xa, nhưng mà trường hợp theo giống như là cái bệnh mà chú mô tả là mình bị nửa người yếu nửa người bên trái, yếu liệt nửa người bên trái và nói năng khó, thì cái biểu hiện giống như chú nói thôi, tại vì tôi cũng chưa nhìn, tôi nghe thôi. Theo cái tôi nghe thì giống như là tai biến, bệnh tai biến mạch não vậy đó. Tai biến mạch não thì nó làm cho mình, ví dụ như mình bị cái não bên trái thì sẽ yếu người bên phải, bị não phải thì yếu nửa người bên trái. Thì trường hợp của những người bị tai biến là cái cảm giác ban đầu là người ta bắt đầu người ta thấy sụi từ từ, nửa người một bên, là cảm giác tê cứng nữa nha.
tai biến là nó dễ bị tê lắm, vừa mất cảm giác mà vừa tê nửa bên, và cái nói năng rất là khó. Thay vì á, lúc trước mình nói năng bình thường, cái tự nhiên mình ngủ dậy cái mình cảm thấy người nó yếu mà mình nói nó khó, nó đớ, nói nó không có rõ ràng, uống nước hay ăn uống rồi nhai nuốt rồi nó vẫn là khó, nó không có hoạt động bình thường. Cái tiếng nói của mình nó không có rộng vành rõ chữ, nó không có phát âm ra rõ. Thì theo cái cách tôi được biết và cái cách mà nói chuyện qua điện thoại thì tôi nghĩ tôi chú tới vấn đề tai biến. Mà chú có hai bệnh kèm theo, là vừa bị tai biến rồi mà vừa kết hợp thêm là chúng đã đi khám bệnh viện Chợ Rẫy rồi. Thì bác sĩ nói chú là bị thoái hóa cột sống cổ, gai cột sống cổ gì đó. Thì vừa mà bị tai biến mà vừa kết hợp do chèn ép dây thần kinh từ cột sống cổ nữa, nó sẽ làm cho mình yếu. Bây giờ mình đang là yếu là tê, mà bây giờ kết hợp thêm mình chèn ép nữa thì nó làm cái tê nặng hơn, cái yếu nặng hơn. Nếu mà cột sống thắt lưng thì người bệnh chỉ đau lưng, đau mông, đau chân thôi. Nó không liên quan tới cái phần trên. Nhưng mà nếu mà được cột sống cổ, cột sống cổ mà để lâu không điều trị nha, là nó yếu cả hai tay mà yếu cả hai chân luôn. Có nhiều người yếu một bên là một tay một chân, nhưng mà có người là yếu cả hai tay hai chân. Tại cột sống cổ nó là tủy sống, nó kéo từ trên não nó kéo xuống, nó xuống dưới cột sống cổ nó là tủy sống, tủy sống nó kéo xuống tới đoạn L2, cho nên nó là thần kinh trung ương. Nó rất là quan trọng, cho nên là chú bữa nào đó chú có dịp chú vào Sài Gòn, chú có đem hết tất cả hồ sơ chú khám ở Chợ Rẫy đi qua đây để chúng tôi coi thử là mình bị tai biến hay là cái bệnh tai biến nặng hay là cái bệnh mà đĩa đệm cột sống cổ này. Có lẽ là chú cũng nên đi sớm đúng không chị? Bởi vì chúng ta không có nhiều cái thời gian, nếu như mà cứ ở nhà ngại cái chi phí xa hoặc là chi phí điều trị lớn gì đó, mình ngại mình ở nhà thì cái bệnh của mình nó sẽ càng nặng thêm nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu hỏi nữa giao lưu qua số điện thoại của chương trình. Tôi Võ Văn Chính ở Đồng Tháp. Cái địa điểm tôi cũng trị cũng được 2 năm rồi, mà bây giờ như là bác sĩ ở Sài Gòn nói là hồi lúc trị 3 tháng mà nó cũng hết rồi, mà bây giờ cái tay nó còn tê tê. Mình chăm cứu với uống thuốc bắc hoài luôn á, uống thuốc bắc với chăm cứu nó có được kết quả vậy không? Dạ, xin được cảm ơn chú Chính, chúng tôi đã lắng nghe câu hỏi của chú. Dạ, xin được mời bác sĩ Thọ sẽ tư vấn ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bác Chính. Thì ở đây bác có nói là bác đã từng bị thoát vị đĩa đệm 2 năm rồi. Thì bác đã từng lên Sài Gòn để điều trị. Thì ở đây mình có cái triệu chứng là bác bị tê tay. Thì có thể là bác chưa nêu rõ là thoát vị ở vùng nào, nhưng mà cái triệu chứng là tê tay là bác đang bị thoát vị đĩa đệm vùng cột sống cổ. Thì bác đã từng đi điều trị, châm cứu rồi uống thuốc. Thì mình cũng nói luôn, thì châm cứu á, thì nó chỉ là cái tác động bên ngoài thôi. Nó tác động về phía ngoài theo cái dây đường kinh của nó, chứ không có tác động vô được cái cột sống. Thì ở đây thoát vị thì thoát vị ngay cái đốt sống, hai đốt sống có một cái đĩa đệm bị thoát ra ngoài. Thì mình làm sao đó để cho cái phần đĩa đệm bị thoát được vô trong lại, thì lúc đó cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm của bác thì nó mới hết được. Thì cái phần uống thuốc á, thì nó là cái như có giảm đau nè, kháng viêm nè, thì nó sẽ được hỗ trợ vô ngay cái rễ mà đang bị chèn ép, ngay cái rễ bị chèn ép xuống tay đó, thì mình sẽ đánh vô thì chỗ đó sẽ được bao bọc, được che trở lại, thì để tránh cái tình trạng viêm. Nó chỉ là cái một phần để điều trị theo cái bệnh lý của bác thôi. Nhưng cái vấn đề chính của bác á, thì bây giờ á, thì bác phải nên đi để tới phòng khám chuyên khoa của chúng tôi á, được thăm khám. Để tìm hiểu rõ là cái thoát vị đĩa đệm nó nằm ngay đĩa nào, tại sao bị chèn ép xuống tay. Thì trước khi đi thì bác nên mang những cái hồ sơ, những cái phim mà chụp về cộng hướng từ mang theo, thì để cho bác sĩ được biết rõ hơn cái bệnh lý của bác nha, để mà có cái phương hướng để điều trị cho nó tốt hơn. Xin cảm ơn bác. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Thọ. Bây giờ thì xin được mời bác sĩ Ngọc cũng như là bác sĩ Thọ, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi nữa qua điện thoại. Quỳnh Hữu Trung, quê Hòa Bình, Bạc Liêu. Năm nay tôi 43 tuổi, đau ngang thắt lưng và nó tê cái chân trái. Xin hỏi bác sĩ có phải là thoát thần kinh cổ hay không, nhờ bác sĩ tư vấn giùm. Cảm ơn. Sĩ Ngọc sẽ trả lời câu hỏi này. Lưng mà đau xuống chân trái, giống như đầu chương trình tôi cũng có nói, có người người ta đau có một chân, có người ta đau hai chân, tùy theo cái chèn ép, cái chèn ép nó cái biểu hiện nó như thế nào. Trường hợp đó là dựa vào trên phim là mình sẽ thấy là chèn ép bên nào thôi. Trường hợp của mình đau chân trái, đau từ lưng ra xuống chân trái thì đó là cũng đau là thần kinh tọa rồi. Nhưng mà
nguyên nhân tại sao đau thần kinh tọa thì mình cần phải đi khám để bác sĩ xem là anh do anh bị thoát vị đĩa đệm, do cái đĩa đệm L4 hay L5 nó chèn vào vào cái đường đi của dây thần kinh tọa, hoặc là do anh bị gai cột sống mà gai mọc ở phía sau nó chèn ép, hoặc là anh bị trượt đốt sống, hoặc là một cái bệnh lý khác về cột sống. Cho nên là mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao anh bị đau thì anh mới có cái hướng điều trị, và điều trị của anh là vật lý trị liệu. Nếu mà trường hợp của anh á, là anh nếu mà trẻ khoảng tầm 40 á, thì cũng điều trị nó không có lâu giống như những người lớn tuổi. Và lớn tuổi thì do cái xương dây chằng đĩa đệm là nó giống như là càng lớn thì cái nó bị thoái hóa đó, cái thoái hóa thì nó điều trị lâu, còn những người trẻ tuổi thì xương nó chắc nó khỏe hơn thì sẽ điều trị nhanh hơn. Trường hợp của anh là cần phải nên khám sớm đi để mình có cái hướng điều trị, chứ xuống chân thì nó nặng rồi, giống tôi nói là giai đoạn thứ ba rồi, cho nên là cần phải đi khám sớm, chứ còn để lâu là nếu mà trường hợp quá nặng là phải phẫu thuật thôi, mà phẫu thuật thì chi phí về cuộc sống nó tốn kém nhiều lắm. Như đĩa đệm, một cái đĩa đệm đó là tầm 40-50 triệu là đĩa đệm bình thường thôi, là thay đĩa đệm á. Rồi chưa kể là chi phí phẫu thuật, rồi nằm viện này kia kia nọ. Có những một số người là người ta bị hai đĩa đệm, có người ba đĩa đệm, mà mới một đĩa ra mấy chục triệu rồi. Cho nên là nó vừa tốn kém mà vừa đau đớn nữa. Mà nó là 5 năm nữa. Càng để lâu thì càng nguy hiểm, phải không ạ? Chương trình ngày hôm nay của chúng ta nhận được rất là nhiều câu hỏi. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe một câu hỏi nữa của chị Thu Thủy ở Kiên Giang. Nguyễn Thị Thủy hiện là ở Kiên Giang, hỏi cho mẹ 61 tuổi. Về mẹ bị gai cột sống, gai gấp chân, khai gấp gối với gai gấp chân, có điều trị được không? Dạ, xin được cảm ơn chị. Câu hỏi của chị thì xin được chuyển đến bác sĩ Thọ. Xin chào chị, thì chị cũng vừa mới hỏi cho mẹ của chị. Thì mẹ của chị thì 64 tuổi rồi, thì cái mức độ bắt đầu bị lão hóa của xương thì nó được đã giảm dần. Sau một cái thời kỳ mãn kinh thì cái mức độ loãng xương nó càng ngày nó càng nhiều hơn nữa. Thì ở đây thì mẹ chị đã bị gai cột sống, gai khớp gối, thì có hai vấn đề như vậy. Thì nguyên nhân tại sao mà nó bị gai như vậy? Do cái quá trình là cái đốt sống đó, thì cái đốt sống đó nó được thiếu canxi. Thì ở đây thì nó sẽ bổ sung canxi nhờ vào những cái khoáng chất mà dinh dưỡng chúng ta ăn hàng ngày. Thì nó sẽ được lắng tụ, nó được giống như là nó được sửa chữa cho đó. Thì lâu ngày nó sẽ hình thành cái gai xương là như vậy. Thì ở đây cái gai xương thì mình nhiều người cứ nghĩ nó là nghiêm trọng lắm, nhưng thực sự nếu mà mình hiểu được cái vấn đề của nó thì nó không có là gì hết. Cái nếu mà có ảnh hưởng nhiều nhất thì nó khi mà cái gai thì có thể mọc ở phía trước thang đốt sống và nó mọc ở sau thang đốt sống. Thì nếu mà phía trước thì người ta cứ sợ có gai thì sẽ đâm vô cơ vô thịt, thì thật sự nó không phải như vậy. Mình chỉ sợ là cái phần gai ở phía sau, nếu mà nó quá dài thì nó mới chèn ép vô cái đám rối rễ thần kinh ở phía sau thôi. Thì ở đây thì cái bệnh lý gai thì nó là một dạng, có nhiều bác sĩ nó gọi là thoái hóa, nhiều bác sĩ gọi là gai, nhưng nói chung nôm na là thoái hóa cột sống. Thì ở đây thì cái bệnh lý của bác thì nó cũng tương đối, nên bác cố gắng sắp xếp thời gian bác tới cái phòng, bác lên được Sài Gòn thì ghé cái phòng khám chuyên khoa chúng tôi để chúng tôi được thăm khám ngoài cái gai đó nó còn có vấn đề khác hay không. Thì một cái vấn đề bệnh lý khác của bác là bị thoái hóa khớp gối, cũng là một cái tình trạng là bị gai. Thì khi như vậy thì bác đi lại thì nó sẽ đau rất là nhiều. Cứ hoạt động nhiều là đau nhiều, có thể ngồi xuống đứng lên nó cũng đau nữa. Thì bây giờ thì bác đã có chụp phim, thì nếu mà bác có phim thì mang những cái phim ảnh, mang những cái toa thuốc mà bác đã từng điều trị để tới chúng tôi theo dõi và cho cái chỉ định phù hợp nhất. Xin được cảm ơn bác sĩ Thọ. Thời lượng không còn nhiều cho nên là bây giờ chúng ta sẽ nghe một câu hỏi cuối cùng của khán giả giao lưu trong chương trình ngày hôm nay. Thì xin được mời các vị diễn giả sẽ lắng nghe. Dạ, em là Bùi Trung Kiên ở Cà Mau. Số điện thoại của em là 0914767814. Dạ, em hỏi mà nó đau từ bên phía bên tay trái mà đau từ cái lưng, thắt lưng xuống tới cái chân trái, là em hỏi đó là bệnh gì chị, và chị thì sao? Dạ, xin được cảm ơn anh. Câu hỏi này thì em xin được mời bác sĩ Ngọc sẽ tư vấn.
Dạ, trường hợp của mình là vừa đau tay trái, vừa đau thắt lưng mà vừa đau chân trái. Có một số người người ta nghĩ là đau bên trái đó. Trường hợp của anh là anh vừa đau thần kinh tọa, giống như chủ đề chúng ta nói là đau từ thắt lưng lan xuống chân. Và đau tay trái thì nó không liên quan tới thần kinh tọa. Đau tay trái là nó do từ cột sống cổ. Cột sống cổ nó sẽ có những cái dây thần kinh là từ cột sống cổ nó sẽ lan ra vai, xuống cánh tay, cẳng tay và bàn tay. Có người thì một tay, có người thì hai tay. Trường hợp của anh là chèn ép một bên. Cột sống cổ thì nó cũng có nhiều nguyên nhân giống cột sống thắt lưng. Nhưng mà nó chỉ đi xuống phóng tay thôi, nó không xuống chân. Và cột sống cổ nếu mà mình để lâu không điều trị á, thì nó sẽ ảnh hưởng lên tới cái đầu. Nó làm cho mình căng nhức đầu phía sau cái đầu này nè. Nó làm cho mình nhức dữ dội, hoặc là nhức quá ban đêm á, nó làm cho mình khó ngủ. Nó gây nên cái tình trạng là mất ngủ. Và chạy xe nó tê, hoặc là mình làm việc mà cảm thấy nó tê cái tay dữ lắm, càng làm là càng tê tay, hoặc là ngủ mình thấy nó tê. Một số người bị cái cổ không, còn trường hợp của anh là bị cả cổ cả lưng, cho nên là anh cần phải đi điều trị sớm và điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu thôi. Nếu mà anh chưa có thời gian sắp xếp để điều trị vật lý trị liệu thì vật lý trị liệu là anh phải sắp xếp từ một tuần trước, hoặc là một tuần hoặc là hai tuần phải ở lại để cho mà mình ngày nào cũng phải tập. Trên cái phòng khám của chúng tôi thì chúng tôi có cái nơi cho bệnh nhân ở lại, và nếu mà mình ở lại như vậy thì mình sẽ tập buổi sáng một lần và buổi chiều một lần, để cho sẽ rút ngắn cái thời gian điều trị lại của mình, thì mình ở tỉnh quá xa. Nếu mà anh sắp xếp được thì anh cần nên điều trị sớm đi, chứ nếu mà anh đã nói được cái biểu hiện bệnh của anh vậy mà là anh có chưa khám đâu. Mình khám là mình đã biết được mà mình bị gì và nguyên nhân tại sao là mình bị. Cho nên là càng khám sớm thì cái bệnh của mình nó nhanh hết hơn. Đến với phòng khám của chúng ta thì không biết là những bệnh nhân sẽ được hưởng những cái ưu đãi như thế nào, chị có thể chia sẻ thêm hay không ạ? Đối với những bệnh nhân mà ở xa thì chúng tôi cũng có cái trang bị cho bệnh nhân ở lại. Thay vì mình nằm viện một ngày đi, bệnh viện là phải 100 hoặc là 200 ngàn cho một nội trú ở lại. Nhưng mà phòng khám của chúng tôi thì cũng ở máy lạnh, cũng mỗi người mỗi giường, cũng toilet trong phòng. Mới mà sạch sẽ thì chỉ có nó có hai loại giường, giường 50 và giường 70 ngàn một ngày thôi, một ngày một đêm đó. Còn cái chi phí điều trị thì giống tôi mới nói là máy móc của vật lý trị liệu nó rất là đắt, nó là kỹ thuật cao mà nó rất là đắt, nhưng mà tôi vẫn lấy lại có 50 ngàn một cho một cái phương pháp, chẳng hạn như kéo lưng thì chỉ có 50 thôi, hoặc là siêu âm chỉ có 50 thôi. Nhưng mà đối với một người cột sống cổ thì nó phải năm phác đồ là khoảng là 250 ngàn, hoặc là một cái phác đồ của cái lưng nó cũng tầm đó. Nếu mà người điều trị cả cổ cả lưng thì nó hơi tốn kém cho nên là trước mắt mình phải sắp xếp 7 ngày trước cái đã. Để mình biết được. Chứ còn nếu mà bảo hiểm thì bảo hiểm mà đối với những bệnh nhân mà sử dụng bảo hiểm thì nó sau khi mà chi trả thì nó khoảng tầm 35 ngàn đối với những người bảo hiểm. Nhưng mà chỗ đó thì những cái nơi đó thì máy móc thì giống như tôi nói là mình phải chờ phải đợi, còn tới với chúng tôi thì họ không phải chờ không phải đợi. Cái thời gian được rút ngắn rất là nhiều. Như vậy nếu như mà chúng ta tính ra thì cái chi phí cũng không có đáng kể, không là bao nhiêu cả. Nếu như mà khi mà chúng ta để lâu rồi đi phẫu thuật thì cái chi phí gấp nhiều lần cái việc mà chúng ta đi tập vật lý trị liệu sớm. Thì cũng rất là cảm ơn bác sĩ Ngọc cũng như là bác sĩ Thọ đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và cũng xin được trân trọng cảm ơn phòng khám chuyên khoa vật lý trị liệu Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin được cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2017 tới đây trên 60L34. Mong quý vị nhớ đón xem. Nhưng mà trước khi mà chúng ta khép lại thì em cũng xin bác sĩ Ngọc một lần nữa chúng ta hướng dẫn cái số điện thoại của mình cũng như là cái địa chỉ để cho người dân có thể đến một cách dễ dàng hơn ạ. Nếu mà mình có thể gọi để tư vấn á, điện thoại tư vấn thì nó vào tầm 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Phòng khám của chúng tôi hoạt động liên tục và từ thứ hai cho tới chủ nhật và không có ngày nghỉ, trừ ngày lễ ha. Và cái số điện thoại đường dây nóng là 0906 700 345. Và số thứ hai là 028 22 36 9898. Để mình được tư vấn cụ thể hơn. Và cái địa chỉ thì nó nằm ở ngay 001 thuộc Lô H, chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Giảng Thanh, phường 15, quận 10, nằm ở phía sau công viên Lê Thị Riêng. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể truy cập vào website là ngocduc.com.vn để có thể hiểu được nhiều thông tin về phòng khám và cách điều trị để
giúp cho bà con của chúng ta có thể có được một sức khỏe thật là tốt. Bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.